Dạ, đây là cái phần cái ngón cái còn lại của cái clip kia, vì do nó dài quá cho nên là Mary hôm nay Mary đăng lại ha mọi người ha. Với hôm nay đi chơi á, quên mang cái bộ mic lọc cho nên là nó hơi ồn, mọi người chịu khó nghe giúp Mary nha. Đó mà mọi người thấy là cái chân này á, là cái chân 2 tháng không có được làm á mọi người, mà hôm nay là nó nhấc lên rồi, nó bấm xuống á. Thì mọi người xem cái cách mà Maria lấy da ra cho anh. Thì anh nói chung á, là anh vì anh đang là khó chịu cho nên là làm á, mọi người thấy là Mary lấy cũng rất là nhiều và lấy nó cũng khá là sâu, nhưng mà anh vẫn không có bị đau mà nó cứ đã đó mọi người. Tại vì trong cái lúc nói chuyện á, là có nhiều nhạc á cho nên nó bị vi phạm, cho nên là Marie không có để cái tiếng thật được, cho nên Marie phải cắt và là và phải edit lại đó. Thì mọi người thấy là những cái móng này nó mình lấy cho khách đó thì khách người ta sẽ rất là thích mình, và chỉ khi nào người ta không có đi đến được mình thôi thì người ta phải chịu thôi mọi người, chứ người ta đâu có đi lung tung đâu đó. Người ta muốn là chỉ có gọi là một người lấy thôi, chứ người khác lấy vô là không quen khóe. Thì mình lấy cho anh này cũng khá nhiều rồi cho nên mình rất là hiểu cái khóe của ảnh, cho nên là mọi người thấy nè, lấy mọi người nhìn có vẻ thốn hay là có vẻ đau cái gì đó, mà thật ra là mọi người chỉ nhìn thôi, chứ cái người mà người ta được lấy da ra vậy á, lấy khóe lấy da ra vậy á, người ta thích lắm á mọi người đó. Cho nên là mọi người lấy khóe á thì cứ đi nhẹ nhẹ thôi, rồi khi nào cần dùng lực mạnh nó thì mình phải đưa một cái dứt khoát lên thì nó mới đi lên ha mọi người đó. Nhiều khi có những như đàn ông á, là người ta đâu có phải là người ta ham đi cắt da này kia đâu, mà tự nhiên khi mà cái chân của người ta đến một cái giai đoạn nào đó tự nhiên nó cảm thấy nó thốn, nó đau và nó nhức, nó có mủ thì người ta buộc phải đi thôi, và khi người ta đi rồi là ta phải đi hoài đó. Thì làm xong bên nào á là thường nó cũng không có chảy máu đâu, thì nhưng mà mình làm xong là mình vẫn phải sát sát trùng lại cho người ta để cho nó gọi là nó yên tâm á mọi người. Với lại làm như vậy thì nói chung nó cũng sạch nữa, và nó kỹ cho người ta cũng thích nữa. Mà cái clip này là Neri đã cắt được 4 5 ngày rồi, và tại vì để up lên lần lần á cho nên là mấy ngày nay thì thấy ảnh cũng có bị đau, mang giày bình thường luôn á. Chứ hôm bữa là khi mà chưa có cắt á, nhất là cái ngón dài dài bên cạnh, mọi người thấy hôm nọ Mary cắt á là im luôn đó, là hôm nay đi giày được luôn đó. Cho nên là ai mà các anh chị nào mà có khóe cứ liên hệ với Mary nha, để Mary làm. Với lại sẵn Mary cho mọi người, cho học viên của Mary học luôn đó. Thì nhớ đặt lịch trước, khách mà đến làm á thì đặt lịch trước giúp Mary nha. Còn bạn nào mà muốn học á thì cứ inbox cho Mary nè, là Mary sẽ có nhiều khóa học á, nó sẽ phù hợp với lại cái nhu cầu của mình đó nha mọi người nha. Một ngày mà mình giống như là mình yếu nghề, mà một ngày nào đó mà mình làm được thành công rồi, cái cảm giác á mình chinh phục được rồi đó, nó cũng thích lắm mọi người. Và chỉ cần là mình lấy cắt da sạch, mình lấy khóe sạch và mình lấy được khóe không có để sót lại á, tại vì nếu như mà để sót lại nó rất là mệt, là mình là thành công rồi, là mình không có sợ thất nghiệp đâu mọi người nha. Mọi người có nhu cầu này kia thì cứ inbox giúp Mary nha. Mary sẽ có những cái khóa học cho mọi người. Đến đây thì clip nó cũng khá dài rồi. Mary chào mọi người nha.